Mình nghe nói rằng là mặc váy cưới rất là kiểu, mặc dù đẹp nhưng mà cô dâu phải mất rất nhiều công sức để mặc cái váy đi lên, tại vì có thể là nó nhìn nó cũng rườm rà mà, và nhìn nó cũng nóng nữa. À ha, đêm nay ai cũng cho em đẹp xinh nhất nơi đây à. Đẹp xinh. Mình từng thử rồi, tại vì hồi xưa chị gái mình có hay cho mình mặc đồ con gái hơi nhiều. Mình thì hồi trước hay mặc đồ của người yêu mình ấy. Lời ân ái em êm à. Chưa bao giờ. Mình thì rồi, mình kiểu có ý tưởng như kiểu nếu mà đi chụp ảnh đám cưới ấy thì vợ mình sẽ mặc vest còn mình sẽ mặc váy cưới. Đó là một cái ý tưởng hay mà. Da thịt mình nó cứ bị lộ ra, xong rồi nó cứ hơi ngượng ngượng à, nó nóng và nó bị cái chỗ phần ngực này thì cảm thấy hơi khó thở. Cô dâu đúng là vất vả để mặc được cái váy lên ấy, và mặc suốt buổi lễ thì có thể rất giỏi. Kiểu nó hơi bị rườm rà quá ấy, mà mình mặc thì thấy nó bị chật, mà trong khi đó mình rất là gầy, cho nên là mình không thích mặc váy cưới ạ. Đêm nay ai cũng cho em đẹp xinh nhất nơi đây à. Đẹp xinh. Trong đêm khiêu vũ em như vầng sao sáng ra cười à. Sáng ngời. Đêm nay em muốn nghe những lời ân ái em. Thật ra thì đối với mình thì vợ mình mặc gì trong ngày cưới mà vợ mình cảm thấy thoải mái nhất và cảm thấy đẹp nhất là được. Mình không có cầu kỳ về chuyện váy dài hay ngắn hay là phải trang điểm thế nào, tự nhiên là hay nhất. Mà nếu mà có đám cưới ấy thì mình sẽ không bắt vợ mình mặc váy cưới. Ok.